Cái dòng màu đỏ này thì là nó có một nút nguồn ở trên dơ le tự ngắt cối nhá anh chị ạ. Tức là anh chị đặt cối lên thì là máy nó mới hoạt động. Còn ví dụ bây giờ anh chị chưa đặt cối lên nó sẽ không hoạt động anh chị nhé. Bây giờ này, anh chị đi, em cắm điện rồi nhưng mà vẫn không hoạt động. Bây giờ em gắn cái cối này lên nó mới hoạt động anh chị ạ. Này. Tức là ở đây, ở đây là có một cái nhọn này chị thấy nhé, đấy nhọn đó, để nó chạm vào cái dơ le này, nút nguồn ấy thì là máy mới hoạt động. Cái đế của máy xay sinh tố Nikito này cũng rất là nặng anh chị ạ, cái này em cảm giác nó nặng, rất là nặng. Nói chung là cầm nặng là biết là hàng tốt rồi anh chị ạ. Còn một số cái máy dòng dòng máy xay sinh tố ấy, cái này nó dày nhưng mà nó lại không nặng như thế này. Còn cái này nó như vậy thôi nhưng mà nó rất là nặng anh chị ạ. Cảm giác giống như là cái này là kim loại hay sao anh chị ạ. Cái này là kim loại rồi chứ không phải bằng gang rồi. Còn một số cái nó dày ấy, nhưng mà nó bằng gang anh chị ạ. Gang pha nên là thành thử ra là dùng một thời gian có thể nó sẽ hư cái này luôn. Nó sẽ bung cái này ra luôn. Còn cái hàng này ấy thì cái này chắc là phải kim loại. Đúng rồi, cái này chắc cái này là kim loại anh chị ạ. Kim loại nên là những cái xe này nó rất là chắc, rất là bền. Loại này không bao giờ bung được. Loại này không bao giờ nó hư được gen này và không có tình trạng là khi mà xay nó bung cối ra. Còn những dòng mà thiết kế nó bằng gang ấy, những cái này là có những trường hợp xay nhiều nó sẽ bị bung cối liền, là nó sẽ hư cái mấy cái gen này liền, là phải thay cái đế này. Đúng là hàng hàng tốt của khác anh chị ạ, nhìn rất là thích luôn. Cái đế này của cối này là làm bằng inox anh chị ạ, làm bằng kim loại inox nha, chứ không phải bằng gang như một số loại máy xay sinh tố công nghiệp trên thị trường đấy, nên là rất là chắc. Một số cái dòng máy xay mà bằng gang có thể là nó sẽ dày hơn cái này nữa, nhưng mà cầm vào rất là nhẹ, xay một thời gian có thể là sẽ bung luôn cái này chị ạ, hư luôn cái này và anh chị phải thay. Đấy, cái này làm bằng inox luôn nên là rất là chắc chắn, xay sẽ không có tình trạng là bung bung cái cối này ra, bung cái đít này ra. Đấy. Nhiều máy anh chị xay anh chị thấy là sẽ một thời gian, tức là ví dụ xay nhiều là xay một thời gian nó sẽ bị bung cái này ra, còn dòng này thì chắc chắn là cái lưỡi của nó như thế này, cái lưỡi nó rất là to anh chị thấy chưa. Cái lưỡi này thì trên thị trường bây giờ đang bán lẻ là 450. 450 anh chị nhá. Nói chung để biết giá mới nhất thì có gì anh chị liên hệ em. Nhắn tin hoặc gọi điện cho em số điện thoại 0968 168 689 anh chị nhá. Lưỡi này thì làm bằng titanium. Chịu lực rất là tốt, chống rỉ sét. Đá ống bia vẫn phá được anh chị nhá. Rất là cứng. Khi em mua thì em tặng cái này nữa. Cái này anh chị mua trên thị trường mua lẻ là 90.000, 90.000 một cây. Okay.